cho ngày muốn gì tao bàn kia ta. Bàn nữa. Ừ. No. Mưa xuống mà lại bốc hơi. Bệnh nó lây dữ dằn luôn á. Sao giờ đến nói gì nữa? Chưa nói đi mà. Tới đây chưa? Trong ăn đó nơi, là tới giờ đó đó. Cái giò bự ở chỗ nào? Ở chỗ sinh tháng rồi, chỗ đó. Chỗ nhà đó, chỗ đó. Ông này cũng đi chảy nhưng mà hẳn chứ thằng em không phải bên bệnh. Mấy chục năm chục hả? Ở thực trạng đường ngoa. Ôi xoài rụng ra bà con. Xoài rụng tùm lum tùm la luôn. Ngày mới cho mà thọp đón nè nè đó hả? Bụng thư xây cái đạp thì cứ ở trại. Dương phlam, phlam. Phlam hố bố. Vậy sai thử ấy vậy? Phlam. Thật bà có đá ngày nắng cặp bàn trơn đó. Nên vô vô khai đó ấy. Đó dừng lọ đài. Cái này là cái không nhát ngọt. Chút nữa anh ta cạo cái này. Anh ta
do chị mua khá lâu không? Nấu ngày muốn đi cho bạn kia nè môn nó miền sầm lên vậy mỗi cái nia tiếp phân tá đa về 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 hám về hám tò thử là bính bắt sầm lên bắt ấy ọt đã bàn tờ lên kể lại nó mập lọc lắm. Oh.
ổ chi cắt nó mơ kể niệm nát cái tay mình cho tôn cua rồi. Thật thôi cho. Thật chứ. Chọn quá. Mình chắc mơ. Thật lấy tôi cho bài đó ấy, bài chạy chắc lên. Đang còn linh đấy mà cái áo mới tại nó còn áo cái món này nó có đấy còn nóng cá ngày vắt cá đầu voi nữa. Tại miền Tây mà đàn lần ấy. Gì vậy? Năm chục ngàn chờ ảnh. Năm giờ chiều rồi. Anh ơi anh đi với em chút. Đi lên đó rồi tới 7 giờ gì nữa thử. Đi xuống 30. Đi xuống 30 lên 50. Để nó phải sớm về đồng bộ rồi. Mưa gió gì nó được. Được, nó có xe ca đưa mình lên hả? Đưa ra anh hoàng. Tôi tính cho anh đó, mũ lên trên đó. Chở cho nó luôn đó. Có thể chở cho anh. Không biết. Không biết. Chị em này